Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về cái tựa game Thành Phố Rồng. Này chúng ta sẽ đến với một cái em 22.000. Ồ, nó được đam với mình luôn. Thú vị đấy. Mình sẽ cho thiên thần băng lên chúng ta. Ok, cảm ơn một thành viên mới đăng ký kênh HNT Channel nha. Và anh em nào chưa đăng ký kênh hãy bấm subscribe nha mọi người. À, đăng ký kênh và nhớ mở thông báo lên. Thế khi HNT ra video là livestream á thì các bạn sẽ được nhận thông báo và vào chơi với mình cho vui. Sorry mọi người, hôm nay HNT vẫn còn bị ho cho nên gọi là vẫn còn bị ho cho nên nói chuyện nó không được lưu loát cho lắm. Rồi. Trận này mình sẽ mang vua kinh công nha các bạn. Vua kinh công. Một con dragon rất là mạnh và ngầu, level 40 của mình. Action, cuộc chiến xin phép bắt đầu. Ồ, mới vào thiên thần băng của chúng ta đã lãnh ngay cái tiền vua lá ra ta. Rồi bây giờ là vua kinh công đang cố gắng chiến đấu. Wow. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau. Em này quýnh sao vậy? Thôi sốt luôn đi. Ồ, mình sẽ cho cái con vua kinh công của mình ra chiến đấu và các bạn sẽ thấy được sức mạnh của chú ấy. Slow motion với cái chiêu mặt trời. Yeah. Anh chết rồi man. What the hell. Anh nghĩ là đã hạ được rồi nhưng mà dường như chú ấy không sao cả. Tiếp tục pha slow motion đến từ chiến binh băng giá. Chúng ta hãy xem chú ấy làm được điều gì ở khu vực này. Bé đã lên đường. Ồ, vẫn còn. Được. Mình sẽ cho các bạn xem slow motion đến từ chiến binh băng giá. Ba sao vàng sẽ được đẩy đi với tốc độ bàn thờ. Yeah. Wow, chúng ta vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. Trận này thì mình sẽ cho kinh công ở nhà, mình sẽ mang cái con rồng sa tăng nha. Này, chiến binh băng giá sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là gánh tem các bạn. Ô, kinh công. Trời ơi, nó đập cái con thiên thần băng chúng ta một hit luôn. Mình khá là cay. Hốt liền. Xuyên giáp 46.000. Wow. Còn đúng 13 giọt máu các bạn ạ. À. Em này mình chưa có cho nên không vào được. À, chỉ nó ở cửa arena nha mọi người. Cái đội hình như vậy mình nghĩ là bật cái khiên lên nữa, tỷ lệ thắng chúng ta sẽ cao hơn. Rồi, action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Wow, xem lão già của chúng ta. Bi đi. Yeah. Một hit một em luôn. Tiếp theo là Keiko. Happy này quan chiến đấu 15.800. Đáp trả lời. Cày thế.
cay xíu. Wow, nó được ra với mình. Tình hình này không vui thế nào. 15.000, anh chỉ cần 10, 13 thôi, 16 luôn. Như vậy là quá tuyệt vời rồi các bạn. Hiệp đầu tiên đã vượt qua một cách khá là gọn lẹ. Tay mạnh quá, không đánh được. Xem nào, ở đây chúng ta có A từ luôn. Chúng ta có 28. Rồi, chắc cái tay sẽ sử dụng Happy ra. Hai con Happy sẽ chiến đấu tới đôi với nhau. 10.000 à. Đây, hãy xem lão già thể hiện. Già gần tắt thở rồi. Ôi còn 7.000 cây. Ôi nhưng mà được. Ôi 13.000 luôn. Theo mình nghĩ là Happy sẽ ra tấn công, sẽ ra cho lão già ra. Là chúng ta sẽ được cho lão già thêm một vé nữa, cho vé về quê ăn Tết. Ba mươi, 28. Ok, work. À, chúng ta bấm vào đây chiến đấu thì nó sẽ vui hơn. Ui, cái con Lobo này cay thế. Nó là dạng như chim vậy các bạn. Chim thời tiền sử hay là gắn những chiếc lông rất là đẹp luôn. 10.000. Mình cái này chắc được 10.000. U 11 luôn. Nữ hái tử thần Zero, cay thế. Ồ, em này một hit là 10,000 đấy. Wow, chắc có lẽ phải nhờ tới ông già rồi. Tiến lên. Mười tám k hai ông già đang solo tới đâu với nhau các bạn à. Và bây giờ ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Chúng ta có thể rồi. Wow, và các bạn ơi, xem video đừng quên bấm đăng ký và nhớ mở thông báo kênh HNT Channel lên nha mọi người. Thì khi HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ là người đầu tiên được nhận thông báo và vào chơi với mình cho vui. U 35 cây. Mấy con này mạnh quá, mình đánh không nổi. Hốt luôn. Ôi chúng ta được đam nè. 27. Trời ơi vẫn thiếu. Wow, sorry mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với... Ồ, lão già vẫn còn. Khá là may mắn khi lão già chúng ta chiến đấu tới giọt máu cuối cùng vẫn còn sống. 12.000 à. Thôi nhịn đi.
Tiếp theo là Noisy. Ồ, con này đẹp thế. Dragon Robot nè, 19k. Mình nghĩ mình sẽ giảm đam nó trước đã, giảm máu nó trước, sau đó là... Wow, quá tuyệt vời. Ok, và các bạn xem video đừng quên để lại cho HNT một like ủng hộ nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel hãy bấm subscribe nha mọi người. Và nhớ mở thông báo kênh lên nha, để khi HNT ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên được nhận thông báo và vào chơi với mình cho vui. Bây giờ thì đi đập rương thôi nào. Ok, 18 luôn, wow. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.